Gì vậy má? Thì con chùm cho má. Trời, má nghĩ sao vậy? Sao? Sao con làm được? Sao không được? Con không biết làm. Không biết làm hả? Không biết. Rồi vậy đưa đây. Vậy là tháng này khỏi lãnh lương nha. À, để con làm cho. Má cứ vậy hoài. No. Con không có biết làm đâu. Má, má nhìn kìa. Coi bộ việc nhà đối với nó nhẹ quá. Nó làm tỉnh bơ à. Má thấy nó làm còn nhanh hơn con Bảy nữa. Cái cách này không có được đâu. Con không tin. Con không tống cổ nó được. No. Trời ơi, mày tin gì tao hả? Con đã nói con không biết làm mà má cứ sai con làm hoài. Nhờ làm cái gì cũng không xong. Vậy chị hai? Trời ơi, chị lỡ tay làm rớt rồi. Em vớt lên giùm chị cái. Nhanh. Dạ. Trời đất ơi, lấy cái đất hiệu chừng nào mới tới. Lội xuống luôn. Để lên, lội xuống đi. Lội xuống dưới đó lấy đi. Dạ. Nhanh lên em. Lội đại xuống đi. Em ơi, xong chưa em? Dạ. Lẹ lẹ lên, chứ ngâm nước nhiều bệnh đó em. Trời ơi, chắc lạnh lắm ha em. Tội nghiệp quá à. Thấy thương hết sức. Trời đất ơi, mày chế ra cái vụ này hả? Má thấy con hay không? Mày cũng ác quá, vừa thôi. Hay cái gì? Má coi chờ. Trời ơi. Má. Má ơi, má sao má? Ôi trời, tự nhiên đi lại chi vậy? Đứng lên đi má. Má, má có sao không? Trời ơi, tránh ra coi. Người dơ hầy mà đụng vô má chị. Đứng lên. Má, cẩn trọng. Má. Chị hai á, cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Em có sao không? Em không sao. Nè, con vợ của mày đó, làm ăn vô ý vô tứ à. Đổ tùm lum tà la. Má trượt té đó thấy không? Tất cả là chị làm hết đúng không? Mày rồi bán hộng bây giờ đó. Mày binh vợ mày. Mày vu khống tao phải không? Em có vu khống ai hết đó. Em thừa hiểu cái tính của chị mà. Má. Hả? Má nói đi. Má làm chứng cho con đi. Có phải nhỏ này nó làm không? Phải không? Phải. Má khỏi cần phải nói gì hết á. Con thừa biết là vợ con không có làm đâu. Má đừng có nghe lời chị hai nữa. Mày. Trời ơi, tao đau muốn chết mà tụi bay cứ lo cãi nhau không à. Thôi được rồi, để con đưa má vô. Đừng có buồn chị hai. Để nói chuyện với chị sau cho. Thôi bỏ qua đi anh. Cãi giả mà không có vui đâu. Không biết má té có trúng chỗ nào không nữa. Thôi em vô trong tắm rửa thay đồ cái đi. Để anh vô coi má coi có sao dạ, không. Dạ để em dọn chỗ này. Để anh làm cho. Mình đã nói với nhau rồi. Bất cứ chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau mà. Nhanh lên đi vô đi. Dạ. Má
Ôi trời, trời ơi. Ê da, đây nữa nè. Ê da, đau, đau, nhẹ nhẹ thôi con. Con nhẹ lắm rồi đó. Trời đất ơi, mày bóp da cho tao hay là mày chấn vỏ tao đó. Nè, thấy chưa, thấy chưa. Bóp mỏi tay quá. Nó mang nặng đẻ đau, tôi đẻ mày ra nuôi nấng ẩm bồng không mỏi tay. Rồi bây giờ bóp da chút mỏi tay hả? Mệt mất quá. Cũng tại mày mà tao ra cái nông nổi này nè. Mày hại nó hay mày hại tao? Ai biểu má, tự nhiên đi xuống làm chi? Mày không la lên sao tao biết? Bực bội mà, tức ghê má. Hành nó cũng như không mà. Quỷ Thành nó nhào vô nó phụ hết rồi. Đúng là cái thằng nó đội vợ lên đầu. Đau, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mệt quá đi. Cái con này. Má. Ừ. Má thấy sao rồi? Hay là sáng mai con chở má vô bệnh viện nha. Mày mà còn biết tới má mày nữa hả? Tại chị hết đó. Em không có muốn nói chuyện với chị nữa nha. Mày. Má. Hay là má để vợ con chùm muối cho má nha. Còn nhớ mấy hôm trước vợ con chườm cho má, má đỡ đau đó. Đem về, hai vợ chồng mày tự chườm cho nhau đi. Má có tao rồi mày, khỏi cần hai đứa mày. Đi ra giùm cái đi. Thôi đi em. Nè. Dạ. Cũng tại cô mà tôi té đó. Bây giờ muốn chườm thì chườm đi. Má. Chị hai, đẩy má cái muốn gãy xương vậy. Sao mới để nó chườm vậy? Tao đau muốn chết à. Mày giọng một hồi nữa có nước tao bệnh thêm á. Đi ra cho nó chườm. Má đuổi rồi thì đi nhanh đi. Chườm. Má coi chừng á. Nó chườm cái đó vô hả? Rồi bùa ở trong đó. Nó lấy hết gia tài của má cho má coi. Cầm dây dầu ra. Đây nè. Dạ. Đây nữa. Dạ má. Ừ. Má thấy đỡ không má? Ừ đó, được đó. Má thấy nóng vậy được chưa má? Ờ. Má. Vậy. Má đừng có giận vợ chồng tụi con nữa nha. Tại vì tụi con còn trẻ, thế nào cũng sẽ có con à. Má muốn mấy đứa, còn hứa là tụi con sẽ đẻ đủ bao nhiêu đứa cho má. Muốn lải nhải cái gì á thì hai vợ chồng ra ngoài nói chuyện với nhau đi. Để cho tôi nghỉ ngơi. À, thôi, vậy con không nói nữa. Ờ. Má, má ăn gì chưa? Con pha sữa cho má uống đỡ đói nha. Chà, đó giờ chớ thấy nó pha cho tôi ly sữa à. Đúng là nhờ phước cô quá mà. Thiệt ra thì anh Thành rất là thương má. Tại vì tánh ảnh hơi vô tâm, không thích thể hiện thôi má. Chồm thì lo chồm đi. Dạ. Chị, đợi chị lâu chưa? Dạ, em cũng mới tới à. Ừ. Chị uống gì chị? Dạ chị uống nước gì ạ? Cái gì? Hỏi nữa. Tới đây 80 lần rồi đó. Uống cái gì? Uống nước dừa hả chị? Tươi thiệt tươi, lạnh thiệt lạnh, lẹ thiệt lẹ giùm một cái. Dạ, có liền chị. Chị, chuyện sao rồi chị? Coi bộ, việc nhà không làm khó được con quỷ đó rồi. Em có cách gì khác không? Con nhỏ này từ nhỏ đã sống trên ghe rồi. Em nghĩ mấy cái chuyện tay chân không làm khó được nó đâu. Bây giờ chỉ còn cách là ly gián tình cảm của nó với anh Thành. Cái này coi bộ khó đó. Thằng Thành nó mê con quỷ đó lắm. Chị, cho dù có yêu nhau cách mấy mà có người thứ ba xuất hiện thì không thể không ghen được. Ừ? Em tính công khai theo thằng Thành luôn hả? Ừ. Đương nhiên là không phải em. Chứ ai?
Ủa Bích, xe làm sao vậy? Em cũng không biết nữa, em đạp nãy giờ mà nó không chịu nổ nè. Đến coi cho. Dạ. Được rồi đó. Dạ. Nó bị sao vậy anh? Nó bị lỏng nắp bô ghi thôi à. Ờ, bởi vậy nãy giờ em đạp hoài mà nó có chịu nổ đâu. Mấy cái vụ xe cộ này em không có rành. Em cảm ơn anh nha. À, anh, hay là em mời anh cà phê cảm ơn anh nha. Ờ, thôi, chuyện chút xíu có gì đâu. Nè, đừng nói lấy vợ rồi em mời cà phê cũng không dám đi nha. Không phải vậy đâu. Nếu không phải vậy thì đi. Với lại em cũng có chuyện muốn nói với anh. Đi nha. Trạm dừng chân của anh tới đâu rồi? Ờ, anh đã thuê công thợ rồi. Thứ hai tuần sau bắt đầu khởi công. Em có nghe anh Hùng nói là anh đi vay tiền bên ngoài phải không? Đúng rồi. Chứ má anh đâu có chịu đầu tư cho anh đâu. Anh vay tiền của ông Tư Thời hả? Trời, sao em biết hay vậy? Thì hồi nãy em có thấy anh với anh Phú tới đây nè. Ông Tư Thời cũng ở đây nữa. Anh với anh Phú thấy em rồi ngại đúng không? Cho nên nhờ phục vụ kêu ổng đi ra. Công nhận em thông minh ghê ha. Mà tại vì thấy chỗ anh Tư Thời lãi suất được cho nên anh Phú mới giới thiệu cho anh. Nhưng mà vay chỗ ổng Tư Thời thì phải thế chấp. Hồi xưa em có một người bạn tính vay nên em biết chứ bộ. Anh thế chấp gì vậy? Thì anh... Nè, đừng có nói là thế chấp nhà máy nha. Ừ? Bậy. Thế chấp giấy tờ nhà đủ rồi, cần gì phải lấy giấy tờ nhà máy? Bác Hội đồng ý cho anh thế chấp hả? Ừ. Không, anh lén lấy giấy tờ nhà đem thế chấp thôi. Nè, mình là bạn bè, em phải phụ anh giấu cái chuyện này, không có nói cho má biết nghe chưa? Anh Thành lấy cấp như vậy không tốt đâu. Hòa suối anh hả? Ừ. Sao tự nhiên nói như vậy? Ừ, thì em thấy Hoa gạt dù mang thai đó. Cái chuyện mà Hoa mang thai là do anh suối, chứ không phải là do ý của vợ anh. Chuyện lấy giấy tờ nè, Hoa cũng phản đối, là do anh làm lén thôi, Hoa cũng không biết gì hết trơn á. Mà vợ anh á là người thẳng tính trung thực, không có giống như người nhà anh nói đâu. Đừng có hiểu lầm vợ anh. Ừ, thì ra là vậy. Làm đó giờ em có tưởng là Hoa. Bởi vì khổ tâm lắm. Chị hai của anh nó tối ngày cứ nói sai lệch chị vợ của anh với mọi người. Chắc là chị Thảo chưa có hiểu Hoa thôi. Anh cũng mong là thời gian tới chị hai sẽ thay đổi. Nè, em đừng có nói chuyện này cho ai biết nghe chưa? Ừ, em biết rồi, em sẽ không nói đâu. Cảm ơn em. Em à? Dạ. Em ngày muốn đám giỗ gì hai, anh chở em qua bên đó nha. Em cũng muốn đi, nhưng mà phải hỏi ý má trước đó. Được rồi, chuyện đó cứ để anh nói cho. Mai anh chở em về thăm ba, rồi em tự bắt xe về nha. Anh phải qua bàn công với mấy người thợ nữa đó. Anh thuê thợ làm rồi hả? Ừ. Anh bạn của anh chịu hụng với anh rồi. Anh kêu thợ tuần sau khởi công làm liền luôn. Bạn nào vậy anh? Có tin tưởng được không? Ờ, bạn tên là Công. Em có biết anh đó đâu. Ờ, mà em hỏi vậy là không có tin anh hả? Ừ, không phải. Tại chuyện này á, làm ăn lớn quá, họ có chắc chưa. Chứ để giữa chừng họ rút vốn á, thì mình tiêu á. Em yên tâm đi. Có thêm thằng Công rồi thằng Hùng, anh nhẹ bớt phần góp vốn. Như vậy mà đỡ vay ít, đỡ tốn tiền lãi. Ủa, chị hai,
Kiếm em chi vậy? Hai. Ai kiếm mày? Tao kiếm nhỏ kia. Có chuyện gì vậy chị hai? Cái thằng chồng hụt của mày á, nó mới kêu cửa. Tao ra nó gửi hộp bánh, kêu đưa cho mày. Làm như nhà này bỏ đói mày không bằng vậy đó. Ủa chị hai, anh Tốt gửi hả? Thằng chồng hụt của nó có bao nhiêu người? Hỏi. Chị hai, anh Tốt thiệt á, tự nhiên đem chi vậy không biết. Thì em cứ nhận đi, tấm lòng của anh Tốt mà. Ủa, hoài em thích ăn bánh này lắm hả? Dạ đâu có, tại vì anh mua vậy thôi. Ủa, cái gì vậy? Cái này chắc là anh Tốt anh nhét vô đó. Em mở ra coi. Ủa, sao anh Tốt lại gửi tiền cho em? Thì em đọc coi, có lá thư đó, coi nói gì. Đây không phải chữ của anh Tốt. Thì em cứ đọc coi trong đó viết cái gì. Qua, anh mới bán chôm chôm xong, được ít tiền. Anh gửi em, em có cần xài gì thì cứ lấy xài. Anh biết em ở nhà chồng, Thành lại phụ thuộc tiền của má, nên cho em chi xài cũng không có thoải mái. Em nhận đi nha, cho anh vui. Đừng có nói với anh Thành nha. Anh, em chắc chắn chữ này không phải là của anh Tốt. Nhiều khi anh Tốt không biết chữ, rồi anh nhờ ai viết tiền sao? Chứ ai rảnh đi gửi tiền nhiều vậy cho em? Cái này em cũng không biết nữa. Thôi để ngày mai em gặp anh Tốt em hỏi thử coi. Thôi đi ngủ. Thì đó giờ anh Tốt vẫn hay lo cho em mà. Sao vậy chứ có tiền hả? Tôi đợi đi, tôi chưa gom đủ. Ông giỡn mặt với tôi hả? Anh đừng có nóng hả? Tôi chưa gom đủ, nhưng mà có mối làm ăn, đôi bên cũng có lợi cho anh. Mối làm ăn gì? Anh có biết nhà Tư Thời không? Biết. Đừng có nói là kêu tôi đi cướp nhà đó nha. Tư Thời coi vậy mà có má mặt lắm đó, không có giỡn được đâu ba. Tôi đâu kêu anh cướp nhà Tư Thời chi. Đường tới nhà Tư Thời đi qua một đoạn đường vắng vẻ lắm. Tôi muốn mấy anh chặn ở đó cướp tiền của thằng Thanh. Cướp xong, ngoài số tiền mà tôi hứa cho mấy anh, tôi còn trả thêm tiền công cho mấy anh nữa. Nó đi một mình hay sao? Một mình. Ngày mốt khoảng giờ trưa. Cướp ban ngày hơi nguy hiểm đó đại ca. Nó đi một mình, đoạn đường đó thì vắng, chắc không ai phát hiện đâu. Có tiền sớm á thì mình đi sớm. Được, tôi nhận vụ này. Được. Hoa, dọn nè. Dạ. Chị hai, cái hộp bánh tối qua là anh Tốt đưa chị hả? Không lẽ từ trên trời rơi xuống? Hoa ơi. Dạ. Xong chưa? Mình đi em. Dạ, em xong rồi nè. Ủa, nè, hai đứa đi đâu vậy? Dạ, thưa má. Má, bây giờ... Dạ, anh Thành chở con đi chợ. Má, ngày mai đám giỗ dì hai á,
Má cho vợ con đi chung với má với chị hai nha. Nó ở nhà lo cơm nước chứ đi cái gì. Thì mai ở nhà mình cũng đi đám giỗ hết chứ có ở nhà đâu. Xế mới về mà, qua nấu cơm cũng kịp. Tại vì cưới gấp quá, qua cũng chưa có biết họ hàng bên ngoài. Hay ho gì đâu để cho người ta biết. Cũng may là hồi đám cưới giấu bà con chuyện nó có bầu. Không thôi bây giờ mất công lộ ra cái bầu giả là cả nhà nhục mặt, chuyện bị nó sổ mũi đó. Trời ơi, cái bầu này là do em. Chứ qua có biết cái gì đâu, có liên quan tới vợ em đâu. Nó hùa theo mày mà nó không liên quan hả? Thôi, em ở nhà lo cơm nước giữ nhà. Nhà mình đi hết bỏ nhà không yên tâm đâu. Tối ngày cái giọng giả nai. Thôi đi, chị bớt bớt lại đi. Vợ em không có giả nai, mà là nhường nhịn cho tất cả mọi người trong nhà vui vẻ. Chị bớt đâm thọt lại đi. Suốt ngày đâm thọt hoài. Tao có miệng thì tao nói, mày không thích thì đừng có nghe. Thôi. Thôi, mình đi chứ không ở chợ hết đồ ăn tươi đó. Má, con đi chợ. Má có muốn ăn món gì không để con mua nấu? Cho món gì tôi ăn món đó. Dạ. Tôi là người vô hình hả? Không hỏi tôi câu nào hết. Vậy chị hai muốn ăn gì để em mua? Canh chua, thịt chiên, cá kho, cơm rang, mắm chân. Mua thêm trái cây chôm chôm, xoài, măng cụt, nhãn, cam. Chị hai, em để em chở chị vô lòng chợ chị ăn luôn cho nó tiện. Mua gì nhiều dữ vậy? Nhiều đó là ăn cả tuần mới hết đó. Ngày ăn hai bữa như vậy là bình thường. Ngày xưa vua chúa người ta ăn cả trăm món đó có sao đâu. Hằng ngày má đưa tiền chợ cho nó nhiều như vậy, không mua nhiều để nó díếm làm sao. Kể từ bây giờ mỗi ngày là 5 món, thay đổi nha. Rồi 5 loại trái cây cũng thay đổi luôn. Chị đủ rồi đó. Thôi em mua được mà, mình đi thôi. Con đi dạ, như má. Má con đi. Mày cũng vừa phải thôi. Ngày 5 món thay đổi, rồi trái cây cũng thay đổi luôn. Chắc mày tính làm hoàng thái hậu. Má thấy cách của con hay không? Thế nào nó cũng phải móc tiền túi ra chứ sao mà đủ được. Còn phải tốn công làm ra nhiều món nữa. Để coi nó chịu đựng được bao nhiêu lâu. Kế hoạch mày hay quá. Nó mà hết tiền nó cũng kêu thằng Thành đưa. Rồi tới chừng thằng Thành hết tiền nó cũng moi của tao. Rồi rốt cuộc cũng tiền tao xuất ra. Hay quá con ha. Ha. Nhưng mà má yên tâm, dù sao nó cũng có một mớ tiền từ trên trời rơi xuống. Tiền gì? Tiền của ai? Ý của con là tiền má đưa cho vợ chồng nó đó. Rót cho tao ly nước coi. Hả? Cái gì vậy má? Vậy hồi nãy có nó ở đây sao má không sai nó đi? Rồi giờ tao sai mày rót cho tao ly nước cũng không được nữa hả? Hồi nãy tao chưa có khát. Khát cái gì mà ác nhân vậy không biết nữa. Trời đất ơi, cái con này thiệt tình không biết nó giống ai nữa hả?